Truyền thông Việt Nam những ngày qua ca ngợi người từng ba lần ám sát hụt Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm sau khi ông này qua đời. Nhưng một nhà nghiên cứu nói rằng ông này đã lợi dụng đạo cao đài để làm vỏ bọc cho hoạt động của mình. Ông Hà Minh Trí, một cựu cán bộ an ninh của ban địch tình tỉnh ủy Tây Ninh thuộc Liên tỉnh ủy miền Đông Nam Bộ, qua đời ở Tây Ninh hôm 4 tháng 5, thọ 85 tuổi. Dù nhiệm vụ ám sát bất thành, ông được báo chí Việt Nam ca ngợi là người đã góp phần làm sụp đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên sau khi bị bắt và bị giải về Sài Gòn, ông Trí khai rằng ông không phải là cán bộ công an của ban địch tình còn gọi là ban điệp báo mà chỉ là một tín hữu cao đài Tây Ninh. Ông nói với đài truyền hình công an nhân dân trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm 2019. Ông Dương Xuân Lương, một tín hữu cao đài hiện ở thành phố Dallas bang Texas ở Mỹ và là một người nghiên cứu về lịch sử cao đài Việt Nam và từng ở thánh địa cao đài Tây Ninh, nhận định việc lợi dụng danh nghĩa của đạo để ám sát một người khác là trái hoàn toàn với chủ trương của đạo cao đài. Chúng tôi là những người biết rõ ông Hà Minh Trí và chúng tôi đứng trên lập trường của đạo cao đài. Chúng tôi nghĩ rằng ông Trí đã lợi dụng đạo cao đài chứ không phải là một tín hữu bình thường, ông nói. Truyền thông Việt Nam cho biết, sau khi được trả tự do, ông Hà Minh Trí tiếp tục hoạt động trong Ban an ninh khu Sài Gòn Gia Định, Ban an ninh Trung ương Cục Miền Nam, Ban an ninh tỉnh Tây Ninh, Văn phòng Bộ Nội vụ ở phía Nam, làm giám đốc công an tỉnh Tây Ninh, trưởng ban tôn giáo Tây Ninh đến khi nghỉ hưu vào năm 1998. Năm 2005, ông được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.